Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Juliet. To us, OC stands for our community because we believe our community thrives when we come together. This is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. In the month of June is also called Pride Month. The last few weeks before, we've been celebrating dads and grads, but today we're going to celebrate our children, our families, our neighbors who identify as in the LGBTQ community. Julie, kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Julie hy vọng chương trình sẽ tiếp tục giúp cho cộng đồng Việt Nam của mình nói về thông tin rất là quan trọng cho quý vị. Tháng 6 là một tháng để dành cho Pride Month. Đó một tháng mà đặc biệt cho mấy bạn về gia đình của mình mà identify as LGBTQ. Julie hy vọng hôm nay Julie có thời gian mời được hai người quý khách rất là thương mến trong cộng đồng của mình, cũng mà quý vị có thể cũng gặp qua rồi. Trước đó là Dr. Susie. Cảm ơn Dr. Susie for coming on to the show, and also me. Thank you for joining us. Susie có nói lời gì về khán giả không? Cảm ơn quý khán giả là theo dõi chương trình của Julie. Với cái giới thiệu của Julie không thì mình nghe mình thấy rất là có nhiều cảm hứng. You know, it's just you inspire me in what you do. And và nãy Julie nói là cái tháng 6 này cũng là một cái tháng mà mình có cái cho các bạn đồng tính, lượng tính và chuyển đổi giới tính có những cái tự hào về chính bản thân mình cũng vào tháng 6 này, và thành ra là đó là lý do mà Xuyến có mặt ở đây và em Mỹ cũng có mặt ở đây nha. Julie kính chào Mỹ. Mỹ có nên gần lời gì với khán giả không? Mỹ cũng cảm ơn Julie đã cho Mỹ câu hỏi để chia sẻ với Julie với quý khán giả. Giờ chào quý khán giả. Trước hết Mỹ muốn xin lỗi trước là tiếng Việt thì không có gành gì mấy. Qua đây hồi lúc nhỏ, so thường thường tiếng Việt của Mỹ thì coi như giống là tiếng Việt phiên bộ tệ hơi nhỏ lớn và coi phiên bộ không à. So phiên bộ là cũng hay lắm. Đã giỏi hơn Julie rồi. Julie tiếng Việt Nam nói dở lắm mà cũng có show. Mà tại là mình thiệt ra miễn sao mình thương cộng đồng của mình, với mình thấy đó là quan trọng đó. Julie thấy là khán giả của mình đó là rất thương mình. Mình nói hơi đớp chút mà họ nói ôi dễ thương quá. Right? So miễn sao Mỹ có cái lòng lên đây để dành thời gian cho Julie với về khán giả đây á, Julie thấy là rất là quý. You know, trước nhất á Julie muốn hỏi Mỹ là tại sao Mỹ thấy là quan trọng là được để dành thời gian lên cái show hôm nay. Trước hết là Mỹ là người là đồng tính nam, là cho dù phân bổ của Mỹ là nam, cái luyến ái của Mỹ là cũng là nam, thì nhiều người trong cộng đồng Việt Nam mình thì cũng vẫn còn chưa hiểu biết rằng là cái từ LGBTQ là gì. Cái quan trọng nhất của Mỹ ngày hôm nay đó là để chia sẻ cái câu chuyện của Mỹ, cái tình nguyện của Mỹ, và chia sẻ với cộng đồng là cho cộng đồng hiểu biết thêm về LGBTQ. Cảm ơn Mỹ rất nhiều ha. And Dr. Suna, can you tell us a little bit more, why do you think it's important for you to be here today? Một phần là tại vì Xuyến, trong gia đình của Xuyến, con trai của mình là đồng tính và quen với lại cái người bạn thân nhất cùng sanh cùng tháng cùng năm cùng ngày luôn. rồi cháu ruột cũng là chuyển đổi giới tính. Rồi em cùng cha khác mẹ cũng là đồng tính. Thành ra là và những người bạn xung quanh, thậm chí có những người là boss của mình, một người bác sĩ về tâm thần cũng là một người bạn đồng tính vô cùng tốt với mình. Vân vân, thì là cuộc sống của mình, đây là những người gia đình của mình, thành ra là mình rất là vui lên đây để mà có dịp nói chuyện, chia sẻ và có những điều mà muốn để có thể hỗ trợ cho gia đình của các bạn mà có các bạn đồng tính, song tính hay là chuyển đổi giới tính. Tại cái tháng này là họ nói là Pride Month. So Julie cũng có thời gian gặp Mỹ cũng tuần trước, là thành phố Garden Grove năm nay là chịu fly cái Pride flag, là cái cờ mà có rainbow. Đó là rất là có ý nghĩa cho Julie với nhiều bạn, với gia đình của mình cũng có là đồng tính. Thì Julie thấy đó là
một phần á là mình phải chấp nhận đây là cái người là thương mến, cái người trong gia đình của mình, thì luôn luôn họ, miễn sao họ identify cái gì mình cũng phải là chấp nhận họ. Cái đó là Julie thấy là rất là quan trọng nhất. Dr. Sun thấy hả, người Việt Nam của mình á có cái nhiều suy nghĩ hơi maybe sai hay gì không, cho mình hiểu. Thực ra có rất là nhiều thành kiến, there's a lot of stigma, there's a lot of prejudice, và thậm chí những cái discrimination, những cái sự phân biệt đối xử với các bạn LGBTQI, các bạn đồng tính. Thật ra rất là và thực sự các bạn, có nhiều bạn nói nếu mà sống, nhiều khi đâu phải là cái sự lựa chọn đâu, mình từ nhỏ đến lớn mình đã có cái orientation như vậy rồi, cái nhân sinh quan và cái sinh lý và tất cả những gì nó như vậy rồi. Thành ra là nó không phải là cái sự lựa chọn. Nhiều người nghĩ là các bạn chọn như vậy nhưng mà thực sự không phải như vậy. Và cái mà mình thấy nữa, trong cái ngành của mình làm mà về bệnh tâm thần và tâm lý đó, thì mình thấy là các bạn rất, có những người các bạn rất là giỏi và rất là sáng tạo và này kia, nhưng mà cái đời sống tinh thần các bạn khổ lắm. Mà không phải là tại vì các bạn tự muốn khổ, nhưng mà tại vì gia đình và xã hội kỳ thị, hoặc là có thành kiến, hoặc là có cái sự phân biệt đối xử, hoặc là ruồng bỏ các bạn và phán xét các bạn. Và những cái điều đó làm cho các bạn cảm thấy lạc lõng, hụt hẫng và rất là cô độc. Và mình là, you know, we are social beings, right? Yes. Mình là những con người sống cần xã hội, cần gia đình. Nhưng mà khi một xã hội, một gia đình ruồng bỏ mình đó, it's like, and then love and acceptance and affection, all of that is, it's like the air that you breathe. But when that air taking away, you can imagine how it's difficult to survive, right? Yeah. So thì mình thấy có nhiều bạn bị trầm cảm, rồi bị những cái bệnh anxiety, hồi hộp lo sợ, tại fear, có rất nhiều cái fear mình bị rejected, fear mình bị phân biệt đối xử, rồi cái sự bạc đãi của gia đình á, cái abuse và mistreatment của gia đình tổn thương cái sense of self của các bạn đó, tổn thương các bạn rất nhiều về cảm xúc cũng như là cái tư duy của các bạn. Thành ra là đó là lý do tại sao mình lên đây. Có lẽ là tất cả mọi người đều nghĩ đến vấn đề loving and compassion, right? Yeah. And kindness, cái sự tử tế và cái tình yêu thương á, con người ai cũng cần hết. Và các bạn như những cái cây á, mà cần những điều đó để mà có thể vươn lên. Thì đó là lý do tại sao mà Mỹ với Xuyến có mặt ngày đây ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ về nói về cái phần đó. You know, so I know Dr. Sunan có nói thêm nhiều về cái khó khăn, về cái prejudice, cái đối xử, cái stigma của người Việt Nam. Mỹ có nhiều cái khó khăn lúc mà mình lớn lên không, trong gia đình không? Dạ, thì Mỹ thì cũng muốn chia sẻ là thì hồi nhỏ thì không có hiểu biết là tình yêu là gì, không có hiểu biết là trai hay gái gì hết. Mà thì cũng lúc mà lớn lên, mà sủ như cỡ 15, 16 tuổi á, thì có cái ý nghĩa là ủa sao mình khác, mình không có giống như bạn bè mình. Mình thì cũng có quen bạn, nói là bạn gái thôi đâu, mà thật sự không có luyến ái, không có cái thân mật mà mình thấy như với bạn trai. So lúc đó thì ba mẹ cũng không có hiểu rằng thì mẹ thì có răn đe nhiều thêm. Thì lúc đó thì Mỹ thì cũng không hiểu sao, tại sao răn đe nhiều quá. Thì Mỹ có nhớ một lần lúc đó ba sao đó chạy xe, trong xe ba sao cũng có chia sẻ rằng là Mỹ có biết tại sao mẹ răn đe Mỹ nhiều lắm không? Thì ban đầu thì Mỹ không có hiểu biết rằng, mà sau đó ba sao chia sẻ là tại vì mẹ Mỹ nghĩ chắc là Mỹ là đồng tính. Lúc đó thì Mỹ hơi khó khăn thì phải đi bụi, so Mỹ sợ quá đi bụi cỡ cũng mấy năm. Có nhiều bạn là gia đình đuổi các bạn ra khỏi nhà, rồi có những người bạn sợ cái sự phản ứng quá là cường độ gia đình mà mấy bạn cũng không có thể handle nổi, mấy bạn bỏ nhà đi nữa. Thành ra là, và những bạn trẻ mà đi ra ngoài như vậy, cuộc sống bên ngoài nó cũng rất là nguy hiểm. Thành ra là Mỹ kể tiếp đi. Thì đúng, thì cái lúc đó thì Mỹ y như bác sĩ Xuyến đã nói là tình trạng là đã mất gia đình, không hiểu, không có gia đình, không có ai trợ giúp. Thì cũng có hơn có người trợ giúp, mà trong đó thì cái tâm lý của Mỹ thì không quá loạn quá. Thì trong vòng 3 năm sau thì
hai lần Mỹ có tính tự tử, thì có vô bác sĩ vô bệnh viện, tại vì có làm mà hơn có mấy người y tá với bác sĩ cứu giúp giùm. Thì cái ý Mỹ kể câu chuyện này là không phải là dặn ba mẹ, mà tại vì cái này là có cơ hội để ba mẹ hiểu nhiều thêm. Thì Mỹ nhớ nhất, Mỹ muốn chia sẻ cái niềm nhớ nhất là lúc mẹ có chia sẻ với ngoại của Mỹ, hỏi là Mỹ có phải chọn là người đồng tính không. Thì Mỹ nhớ trước khi ngoại Mỹ mất, ngoại Mỹ đã có nói là con ơi, không có ai chọn cuộc đời này được. Ngoại hiểu quá. Julie cũng cảm ơn Mỹ chia sẻ về cái câu chuyện đây. Mà sau phần quảng cáo chúng ta sẽ nói thêm. Julie cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Tảo Okinawa này có nhiều tảo nâu Mosuku với chất lượng tốt nhất thế giới. Yumino Shizuku Fukoden được chiết xuất từ tảo Mosuku tự nhiên sản xuất tại Nhật Bản. Với công trình nghiên cứu và quy mô sản xuất tân tiến nhất, Yumino Shizuku được kiểm chứng là sản phẩm không bị nhiễm chất phóng xạ và nhận huy chương vàng của Monday Selection từ nhiều năm. Tôi là bác sĩ Tachigawa. Hơn 13 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu được Mosuku thúc đẩy các tế bào ác tính tự chết, Mekabu, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào không bình thường, chiết xuất từ nấm Agaricus có tác dụng tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Sự kết hợp hoàn hảo của hợp chất này tạo sản phẩm Yumino Shizuku Fukoidan hiệu quả tốt nhất hiện nay. Để được tư vấn và nhận tài liệu miễn phí, mọi chi tiết xin liên lạc 866-881-8828, 866-881-8828. Trinity Hearing Aids, trung tâm trợ thính Trinity, văn phòng mới khai trương tại Fountain Valley, 16575 Brooker Street, đối diện My Square Park, góc Brooker và Hyo. Điện thoại 657-247-0023. Ưu tiên 10 người đầu tiên tới đo độ thính giác, chỉnh máy nghe miễn phí, có sửa và bảo trì máy cũ. Có máy để drop pin, không cần mua pin. Có bán máy nghe cho thân nhân ở Việt Nam, tham khảo miễn phí. Có chương trình trả góp không tiền lời. Nhận bảo hiểm Medi-Cal. Điện thoại 657-247-0023.